Mình tên là Phạm Thị Linh. Chào. Hôm từ Đài Loan từ hôm về từ hôm mùng 4. Đây là mình muốn chia sẻ làm New Skin được 2 năm rồi. Thì hôm nay Linh chia sẻ là cái như là cũng chưa bao giờ lên rúng đâu có. Không sao. Em đúng không? Chị sang Đài Loan với lúc đầu chị sang thì chị làm gì ở bên này? Thì là trước đây là cách 10 năm về trước á, là chị sang bên đó là đi giúp việc. Giúp việc nhà. Xong rồi là chị quen ông xã thì hai vợ chồng kết hôn đi. Giờ là thai hai cháu rồi. Thì là trước đây thì là cũng chẳng đi làm đó, ở nhà thôi. Nhưng mà sau này vì sức khỏe cũng yếu. Hồi sáng thì sức khỏe yếu lắm, không đi làm được. Thì giờ chồng đi làm thôi. Xong rồi ở nhà sinh con và nuôi con, trong con lớn thì là cũng có đi làm. Thì xong cũng hay lên mạng ấy, thế là gặp mà một em gái là bạn lăn ấy, lăn khử mùi của công ty mình. Thì là chị cũng mua về trồng thử thì thấy cũng được. Xong rồi là em bảo là thôi chị ở bên đấy thì em muốn mở thị trường kinh doanh ở Đài Loan. Thì là chị cùng em làm. Thì em cũng đâu nghĩ làm. Thì bây giờ cô hỏi này, em dùng cái lăn em thấy thế nào? Nói cho nghe cái lăn này. Em dùng cái lăn thì là trước khi dùng thì em cũng trước đó em dùng rất là nhiều sản phẩm khác. Nhưng mà không có hiệu quả. Mà lăn của các cái hàng khác thì nó bị vàng ảo. Cái ảo của mình bị vàng mà cái nách của mình nó càng ngày càng đen. Thì em cảm thấy không tốt. Từ khi dùng cái lăn của mình á thì là cái ảo của mình không có vàng nữa, mà lại cái nách của mình nó trắng lên, cái da của mình đã là mịn. Xong từ đó thì em cũng dùng từ từ, em dùng các cái sản phẩm khác. Ví dụ như kem dưỡng da thì trước đây em cũng có dùng nhưng mà không cải thiện. Vì da em là hồi xưa là nám nhiều lắm, nám và rất là đen. Thì em dùng các cái sản phẩm khác, cũng nhiều sản phẩm lắm mà không có hiệu quả. Thì từ khi em dùng thử cái sản phẩm của New Skin thì em thấy càng ngày càng cải thiện, có cải thiện. Sau đó thì Trang cũng giới thiệu với em, với chị dùng thêm cái máy Gamaneke. Thì em cũng lại thôi chị dùng thử xem sao. Thì em cũng lấy cái máy Gamaneke về dùng. Thì em dùng thì là cái da của mình càng ngày càng cải thiện, nám nó càng ngày càng thấy mờ. Thì sau đó em dùng một thời gian cũng 6 tháng ấy, thì cái máy rửa mặt Lumi thì là ra ở thị trường Đài Loan. Thì em cũng lấy về dùng luôn. Thì sau khi dùng cái cặp máy đó thì là cái da của mình nó càng ngày càng nhanh, nó trắng ra mà nó nám mờ rất là nhanh, nhanh cực kỳ luôn. Thì em nói với Trang này, Trang ơi, sản phẩm cực kỳ tuyệt vời, tại vì là chị dùng nó song song cả hai cái á thì nó nhanh lắm, nó mờ nám rất là nhanh. Thì dùng được khoảng độ một năm á thì nám em nám ở trên da từ từ mất luôn. Mà hồi xưa có cả nám cả tàn nhang á, hai loại luôn. Mà em dùng cách nào cũng được hết, mà em rất là buồn vì sao cái khuôn mặt của mình mà nó nám, nó lem nhem ở mặt, trên mặt rất là xấu. Phụ nữ mà ai cũng thích đẹp lắm. Từ khi dùng được cái sản phẩm mình rất là mừng. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 45. Wow, các bạn cho chồng đây này. Cho nên là bây giờ em khuyên, em cũng khuyên mấy chị á, mấy anh chị em á, mình là phụ nữ mà đúng không, phải làm đẹp ấy, đi ra thì rất là tự tin. Tại vì em hồi xưa rất là xấu, nám này, đen này, đây là rất là xấu, chứ em không có tự tin đi ra ngoài. Nhưng mà bây giờ em rất là tự tin, mà nhất hôm nay đứng đây rất là đông người đang đúng không ấy. Sau đó thì là em thấy đau đầu. Em ví dụ như em đi xe hơi, em ngồi xe xong về, đi buổi sáng buổi trưa về là em đau đầu lắm. Đau đầu và chóng mặt. Thì em hỏi Trang, em hỏi bây giờ chị như thế thì bên mình có cái loại nào mà uống bên trong để cho nó cải thiện cái đau đầu không? Thì Trang bảo em là chị ơi, chị uống thêm bio về omega. Thì em cũng nghe lời Trang thì em nói thôi để chị uống thử. Thì em trước tiên là em uống omega với là bio, thì em cũng thấy nó giảm đau đầu, giảm đau đầu sống đó. Nhưng mà vẫn chưa ấy lắm, chưa được cải thiện lắm. Thì sau đó em
uống thêm Oxyben. Uống thêm Oxyben thì là cải thiện rất là rõ rệt, là cả kết hợp đấy, ba loại đấy. Thì em càng ngày càng thấy khỏe hơn mà đi làm không có mệt mỏi. Đấy. Hồi xưa làm không có mệt mỏi. Nó có năng lượng cả ngày luôn. Đấy. Cho nên con em sao? Xong mà con em thì là cái đứa thứ hai đấy. Nó suốt ngày nó cảm. Mà em đưa đi khám bác sĩ á, cứ uống thuốc một tuần, bác sĩ cho 3 ngày thuốc thì là uống hết đấy. Thì về ngày thứ tư nó lại bắt đầu lại cứ cảm, nó sốt từ 40 độ ấy. Thì đi bệnh viện nó đi cả cái mà uống thuốc xong là người này em không biết làm sao. Thì em cũng hỏi Trang luôn. Em hỏi này là bây giờ Trang đây, hồi đó chưa biết cô về là mọi người, cho nên chỉ có Trang thôi, chỉ có hỏi Trang thôi. Thì Trang nào này để em hỏi cô Nga xem sao. Để hỏi giùm chị. Thì là nó bảo là chị ơi cho em một nước gừng đi. Thì em này ôi dồi nước gừng đắt thế. Bên đấy là 3.000 mỗi một cọc đấy. Đấy, cao lắm. Thì giờ chị lấy tiền đâu mà cho con uống. Thì chị xong rồi em nói là em ba người chồng này thôi giờ cho uống thử xem sao. Đấy, thì cũng bật ra thế là mua cho con uống. Uống thì uống cặp đầu tiên thì thấy nó cũng đờ nè. Không ấy nữa, không có bị cảm nữa. Xong rồi em cho uống liên tục luôn. Em uống cho uống liên tục, nay uống được 8 cặp rồi. 8 cặp mà nó cái sức đề kháng của nó khỏe hẳn luôn. Bây giờ mùa đông hay là nó không bao giờ bị cảm nữa. Mà nhất là ví dụ như nó có bị sổ mùi tí xíu là em cho uống 3 ngày liên tục là nó hết luôn, không cần phải đi bác sĩ nữa. Cháu nó mấy tuổi rồi em? 57 tuổi. Đi học là 1. Đấy. Cho nên là em rất là mừng. Đấy, con khỏe thì mình khỏe đúng không? Cho nên là em cảm thấy cái sản phẩm của mình, từ sản phẩm bên trong và sản phẩm ngoài rất là tuyệt vời. Cho nên em bây giờ em chia sẻ cho các cái chị em có con đeo uống đây là làm đẹp thế. Cái sản phẩm bên ngoài là em giới thiệu cho mấy chị, chia sẻ cho mấy chị dùng. Thì mấy chị cũng tin. Vì sao? Mấy chị thấy em hồi xưa là như thế mà bây giờ như thế. À, mấy chị cũng bảo là thôi bây giờ chị hồi xưa có nhiều chị á bảo là hồi xưa giờ là chị cũng dùng nhiều sản phẩm đó nhưng mà bây giờ thôi chị theo em đấy. Thì em bán hàng thì em cũng nói với mấy chị á, em bán hàng cho công ty thôi chứ không bán lời gì cả. Em chỉ có bán cho công ty mình ăn hoa hồng thôi đấy. Chị là chia sẻ cho mấy chị. Có nhắn gửi gì với các chị em phụ nữ không? Thì em rất là muốn nhắn gửi về mấy chị em phụ nữ á, là phụ nữ mình á, là phải đối xử tốt với bản thân mình. Đấy. Tại vì phụ nữ đó là khổ cực mà. Lớn lên lấy chồng này sinh con rất là khổ cực, cho nên phải đối xử bản thân mình tốt. Quan trọng nhất là sức khỏe. Thứ hai là sắc đẹp của mình. Đấy. Trẻ trung này, giống như cô đấy. Đấy. Đúng cô hả? Đúng. Thứ ba nữa là mình phải chủ động kinh tế, không cần phải phụ thuộc ai, kể cả chồng mình cũng cần phải phụ thuộc. Không phụ thuộc chồng nha. Không cần phải phụ thuộc chồng. Hay quá. Rồi, chúng mình cho chị chào tay nè.